Bữa nay mình thấy bên kia kìa, đi qua bãi điên điển. Điên điển mọc qua rừng. Tao biết trước thì đẻ điên điển luôn rồi. Ham quá ha. Nghe nói đi cái ham ha. Đây là cái cây lá cách nè. Lá cách này là để cuốn thịt bò. Nghe bữa hôm bữa nghe ai nói đằng kia có một cây đẹp lắm, bự nữa. Bự hơn đằng kia hả? Chút mình bẻ cái cây đằng đây trước đi. Cây này cây me nè, mình đem về hái ăn chua luôn. Me đĩa nhiều quá nè. Me đĩa nè, me đĩa nè. Cái này mua cua đồng vậy á. Rồi hái cái me đĩa nè, xả ớt. Ôi chấm là số 1. Số 1 đây nè. Me đĩa trái quá luôn. Đây, cái trái me đĩa. Đem về hái canh chua bông điên điển nào. Đi được không? Coi chừng mấy cái cọng dây, mấy cái cây rồi đó, biết không? Cái chỗ mình nó chặt quá ha. Coi đằng sau nó hai. Chị Hai đi giấc cứu hộ. Lẻ quá. Chị Hai mà mới đây đi mất tiêu rồi. Đây cái me này còn nó còn nhỏ, nó chưa có trái. Đằng kia kìa, cây điên điển đằng kia nó to hơn. Ở đây ốc quá luôn, mấy con chuột á nó ăn rồi nó bỏ vô ốc nè. Mấy con sóc á. Mấy con sóc con á nó ăn nó bỏ cái vỏ ốc quá luôn. Coi chừng đạp vô ốc nha. Sao không bẻ cây đằng đây trước mà đi rồi đó bẻ trước cái cây đó vậy? Thôi con đâu có đi được cái đâu mà đi chăng? Nó mất cái đó sao con đi qua được? Cái đường đi nó khó quá à. Bộ đẳng nhiều lắm hả? Ồ, nhiều quá ha. Có me, có điên điển nữa. Rồi sao mà qua bự quá, qua không được, mấy đứa nhỏ nó qua dễ. Giảm cân đi chàng ơi hả? Sao giảm giờ? Cứ lên ký không à, nấu ăn biết lên ký không à, hửi hơi không có ăn mới lên ký. Cây sọp nè. Rồi cái cây này cây sọp. Nè. Đâu? Có cây đó nhỏ mà cây cũng có bông. Để cầm gỗ coi. Bẻ bông nó coi. Nó cái bông đó bẻ luôn. Coi chừng mấy cái vỏ ốc ở dưới chân á. Nó cẩn thận nha. Ồ cái cây bên kia kìa, cái bông nó nhiều hơn cái cây này, lát quần xuống nè. Bông điên điển nấu canh chua. Bông điên điển xào tép nè. Bông điên điển mình nấu lẩu á, cũng rất là ngon. Hái nhẹ nhẹ á. Để nó đứt hết nè, mày hái mấy cái búp này nè. Mấy cái búp này nè là nó mới ngon, còn mấy cái nở nó đâu có bằng mấy cái búp này đâu. Ôi xào tép với chua gì cũng ngon hết trơn á. Hái miếng búp này nè. Nấu bún nè. Thấy cái bún nó bún lèo phải không? Quá lành ha. Nhiều nè. Cái búp này ngon nè. Nó búp nè bà. Cái này nè, cái bông này bự nè. Cầm bọc quằn cái cây xuống đi rồi mẹ cầm cho. Còn lại một cỏ dưới đó nó còn búp kìa, sao bỏ uổng vậy? Nè, đứng cái gỗ coi. Nè. Đó, cái rổ nè, thấy không? Đi. Nè, bông nè. Một rổ vàng ôm luôn. Nó mọc, cái này nó mọc hoang nè. Chứ thường thì người ta, bây giờ người ta hay trồng cái này, người ta bán lắm. Nhưng mà cái mình mua cái trồng á, ăn nó cái này là cái gì vậy mẹ? Thì cái trái cây điển nè, cái trái này nữa nó già, cái đầu nó rớt cái hột xuống, nó sẽ lên cái cây điên điển này. Cái bông này héo rồi, đâu có bẻ được. Xong bự. Ở ngoài kia kìa, còn ở ngoài đó nó mọc đầy ngoài vàng hết trơn thì rất là đẹp ha. Giờ cái này thường thì nó học nó mọc ngoài sông nước á, mình ngay mé nước không à.
Đó, mọc vàng hết trơn. Wow. Bông điên điển này á thì cũng có rất là ít người biết tới nữa nha, chỉ có miền Tây mình là mới có nhiều bông điên điển thôi. Bông điên điển này ăn với lẩu và nấu canh chua nè, và nấu mắm, nhúng mắm xào tép, rất là nhiều món. Mình hái á, quần nó vô. Nè, quần vô rồi hái cái chùm bên đó, cái chùm bên đó vàng kìa. Nè, nó. Hái vô. Con rút nguyên cái ấy, con tước kiểu vậy luôn rồi. Nè, tước bông. Kìa, còn cái búp á, cái búp mới ngon. Rồi, ta đang cầm vậy sao ta bẻ được. Đó, hái đi. Trái quá nè. Trái này là mùa sau nó sẽ lên cái nhiều cây nữa. Đưa cho tặng cho. Kìa, dễ quá đi. À, ngoài cái hàng này mới đẹp đó, là nó nằm ở ngoài nước á, đâu có dễ gì quần vô. Trái của nó nè, chùm trái luôn. Xong chưa, hết chưa? Có rồi. Thì hai quanh đó bẻ rồi kìa. Con cầm cái rổ đi, con ở đó con không có gì đâu mà con bẻ ra cái búp không. Ở đây toàn là mũi rừng không vậy mẹ? Ở trong rừng mà phải có mũi rừng chứ. Vô rừng hái điên điển. Bữa nay gan quá mẹ con vô rừng hái điên điển luôn. Gan quá. Gan quá rồi kìa. Ồ, yêu tinh xuất hiện. Yêu tinh đi, hái trả lại điên điển cho ta. nè, bỏ vô. Đưa cái rổ đây, bỏ cái rổ đây. Kìa, đem cái rổ đặng chị hai đựng kìa chân. Ai dám hái điên điển của ta? Trả lại cho ta. Yêu tinh này là yêu tinh điên điển mày. Tao sao ăn thịt ngươi? Cái thuốc mà chân ơi. Lấy đây nè. Lấy đó. Nè chân. Qua đây bẻ nè. Kìa, qua đó quần quá luôn kìa. Nó mặc sức bẻ luôn. Cái me đó, me ngọt kìa, trái quá trái. Đó, me ngọt bên đó đó. Có. Con đội nón lên, nắng lùng ơi. Nắng lùng. Đợi giùm con. Có tuốt, em không biết bẻ. Ta bẻ lên. Em bẻ cái nhánh đó em rồi em tuốt hoài với em. Nghe có đứa bẻ nè. Đừng có tuốt nữa, em không biết bẻ. Đúng nhìn đi. Một rổ rồi, mới đây một rổ rồi. Nè, một rổ luôn nè. Mới đây một rổ hoa điên điển vàng ôm rất là đẹp. Mình đem về mình bẻ thêm me đĩa nữa là ok. Me đĩa là trái me nó mới vừa mọc ra đó mà nó còn non, nó chưa có già thì người ta gọi nó là me đĩa. Có bẻ được đâu mà đi kiếm me. Vòng qua kìa, nó me đĩa kìa, mọc trên đó kìa. Đó, lên cao trên đó, trái dữ lắm mà bị chim ăn hết trơn à. Ở bên kia kìa có cây dừa nữa kìa, cây dừa trái dữ lắm luôn á. Đó. Cái cây dừa đó. Một quà gì á hả, là cả chục trái luôn mà cao quá cho nên không có ai bẻ tới hết trơn. Bên đây là cái cây bình bát. Có trái không mình lại chứ? Cái cây bình bát coi có trái không? Ngon quá ha. Cái bình bát này cái trái nó còn sống không à? Bình bát này cũng bình bát rừng mà thường thì cũng rất là ít có ai mà biết ăn cái trái này lắm. Hôm nào nhiều trái á, mình hái trái chín về, cái mình ăn với sữa đá cũng rất là ngon. Qua đó kiếm cái gì vậy? Có trái chín hả? Ôi mùa này không có chín đâu. Chui đi về. Bây giờ đi về. Mấy trái anh bá còn sống nè. Quá trời trái. Đó, nó còn sống không à. Nó chưa có chín, nó có cái màu vàng đẹp lắm. Mẹ
me được mấy cái cho con hái đi. Cái này mua cua đồng á, cái mình luộc á, đem luộc cái bẻ gì gãy trái trơn rồi, mấy đĩa đừng có bẻ gãy trái không được. Ô nè, trái nè, trái có gì trái. Mấy đĩa này mua cua đồng về đâm với xả ớt ăn với cua luộc rất là ngon. Món nào cũng ngon hết, bởi vì không có giảm cân nổi. Không giảm cân nổi luôn á, món nào cũng ngon hết trơn. Bây giờ hả, càng ngày càng lên cân không. Đây là mình bẻ cái chùm ở trên đây nó trái rồi, cỡ này năm nay nó cũng trái chùm chùm ở đây dễ bẻ quá. Không là không gài không biết quá thì bé là hai me muối xả muối tôm á, muối tôm mới ngon nha mẹ ơi. Nắm nó chùm cho rồi bẻ những gà trái thì về à. Nấu canh chua đi, đây mà bẻ không tới chua quá thèm quá, cắn miếng cho giảm cân đi. Giờ cắn miếng giảm cân coi, có mũi nè, ở đây mũi lắm á. Em của con cũng thèm đó. Bá kiến à, rồi lung tinh rồi, chuối nó ngọt, ngọt cái gì đâu mà ngọt, ngọt thật. Mẹ ăn chua còn con ăn ngọt, ơi mặc đồ này nè, đó có đủ một bộ rồi đó, thấy không? Màu vàng.